và chúng tôi xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị. Chúng ta đang được trở về với nhịp cầu sân khấu chính của gia đình Hoàng Đại Trai của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ vui lòng trở về với nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay để chúng ta cùng an tọa xuống bản hoa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng tuyệt vời nhất để chúng ta cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc để cùng tác hợp cho buổi duyên lành của đôi bạn trẻ. Và với tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị đã được trở về với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay thì đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn đối với đại gia đình của chúng tôi. Cho phép những đồng chương trình sẽ được trân trọng kính chuyển lời mời và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương, khoảnh khắc giao thoa của đất trời, và chúng ta đang được sống trong một mùa thu tràn đầy mát mẻ của năm 2020. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, trong tình người vương vấn, khoảnh khắc yêu thương, thời tiết đẹp đang ủng hộ cho tất cả quý vị, và đặc biệt là cô dâu và chú rể đã được trở về với nhịp cầu sân khấu. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nâng lên với những chén trà, chén nước, mấy bánh kẹo ngọt để cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc, để cùng tác hợp cho mùa xuân lành của đôi bạn trẻ. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến với toàn thể quý vị. Và ngay sau khi hai bên gia đình của chúng ta ổn định những công tác chuẩn bị tốt đẹp nhất, những chỗ ngồi lý tưởng nhất, thì toàn thể quý vị chúng ta ít phút nữa sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời đến các cô, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ vui lòng tiến bước trở về với tất cả những hàng bàn, hàng ghế trang trọng tuyệt vời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, còn lúc này đây chúng ta sẽ được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị sự hiện diện của hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chú rể Minh Thuật và cô dâu Thu Quỳnh, anh em sẽ cùng khởi thân đứng lên để được ra mắt đến toàn thể tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Còn quý vị chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn để chúc mừng và đón nhận. Xin mời. Và xin mời cô dâu và chú rể nằm an tọa xuống bàn hoa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng ngày hôm nay. Và xin được kính thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú cùng toàn thể quý vị thân mến. Và chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương, khoảnh khắc giao thoa của đất trời. Và ngày hôm nay đúng vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời, địa lợi và nhân hòa, không gian đẹp, thời tiết đẹp, con người cũng đẹp. Chúng ta đang được trở về đây để cùng khoác lên mình với những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất để được chúc mừng hạnh phúc trăm năm đôi lứa dành cho đôi con trẻ của hai bên gia đình ngày hôm nay. Xin được kính thưa với các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể quý vị thân mến, để cho cô dâu và chú rể có một chương trình đại lễ thành hôn long trọng đúng và đủ theo đúng với phong tục tập quán của người dân Việt Nam của chúng ta, thì hai bên gia đình của chúng ta sẽ phải trải qua 5 bước ứng với 50 chầu, 5 chai rượu, gồm các bước dạo ngõ, ăn hỏi, xin cưới, nạp tài và xin dâu. Và cách đến giờ đồng hồ thì hai bên gia đình của chúng ta đã hoàn tất thủ tục cuối cùng, đó chính là thủ tục xin dâu, đã được diễn ra trang trọng, ấm cúng, thành công tốt đẹp tại tư gia tòa nhà lớn của gia đình họ nhà gái tại phố 1 Lâm Sàng, Bá Thước, Thanh Hóa. Và đến lúc này đây chúng ta đã được trở về với quê hương thôn Đốc, xã Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hóa để chúng ta được đồng hành trong chương trình đại lễ thành hôn dành cho cô dâu và chú rể. Và xin được kính thưa với các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể quý vị, và cũng chính bởi để cô dâu và chú rể có chính thức nên duyên chồng vợ thì trước tiên đôi bạn trẻ sẽ dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em, và sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể, đôi con trẻ của hai bên gia đình của chúng ta đã hoàn thiện xong cách đây ít hôm, và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đủ đầy của toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú hai bên gia đình, anh em, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp, bà con lối xóm đã được trở về đông đủ trong buổi sáng ngày hôm nay. Một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta được chúc mừng cho toàn thể hai bên gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Và xin được kính thưa quý vị thân mến, và trong giây phút trang trọng này đây, cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố tơ hồng thắm đượm từ đây lễ chào duyên mới của cặp đôi nương tuyệt vời nhất của chúng ta ngày hôm nay. Chú rể Minh Thuật dành duyên cùng cô dâu Thu Quỳnh xin chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã được trở về với nhịp cầu sân khấu thì đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn đối với đại gia đình, với cô dâu và chú rể. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời chia tốt đẹp nhất đến với tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của phái đoàn cấp cao
Thoái Luận đưa dâu của gia đình họ nhà gái để trở về với chúng ta từ quê hương phố 1 Lâm Sa, Bá Thước Thanh Hóa. Và được trở về với thôn đốc xã Cổ Lục, Bá Thước Thanh Hóa ngày hôm nay, chúng ta đã được trở về với một huyện miền Tây của xứ Thanh, trở về với quê hương của cây chu đá, lá chu đồng, quê hương của dòng sông Mã Hiền Hòa chảy qua. Và trở về với đại gia đình bên phía gia đình họ nhà trai của chúng tôi, thưa quý vị, là một gia đình rất là hiếu khách. Và để thay lời cảm ơn, thay lời tri ân tốt đẹp nhất của gia đình, của ban tổ chức chúng tôi, những người làm chương trình đã chuẩn bị những lời ca tiếng hát tận hay tận ý nghĩa để gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời tri ân tốt đẹp nhất đến với toàn thể quý vị. Còn lúc này đây, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu để chúng ta cùng đến với tổ khúc Mời Chầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh, với sự thể hiện của nữ nghệ sĩ ca sĩ khách mời, sẽ được truyền tải những thông điệp yêu thương đến toàn thể quý vị. Còn lúc này đây, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu để đón chào ca sĩ Phương Thảo. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng. Xin mời. Những thông điệp yêu thương, những lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến với tất cả các
cũng là người thành của toàn thể quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nâng lên với những chén trà, chén nước, mười bánh cơm bọt để cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc để cùng tác động cho mối duyên lành với bạn trẻ. Và kính quý vị và các bạn thân mến, vào ngày hôm nay những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo trong nghi lễ cưới hỏi của người dân Việt Nam của chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước nước vẫn giữ nguyên được nét giá trị và sẽ được tái hiện tại khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay. Và hòa quyện với đó sẽ là những nét đẹp văn hóa có chất lọc được du nhập từ phương Tây để chúng ta được tạo dựng cho một sân khấu nguy nga hoành tráng để được chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể. Còn lúc này đây, chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng khởi thần đứng lên để được trao trọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Sự được trân trọng kính mời hai em. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đến tất cả ống kính camera của toàn thể quý vị sẽ cùng lưu lại với những khoảnh khắc vô cùng yêu thương và trang trọng ngày hôm nay. Xin mời. Và kính thưa quý vị, ngay giây phút tại đây, câu chuyện tình yêu đẹp lãng mạn của cô dâu và chú rể sẽ được minh chứng bằng một vòng tròn tình yêu, một vòng tròn khép kín. Và với vòng tròn này, nó có một điểm bắt đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc. Nó minh chứng cho tình yêu ngọt ngào, vĩnh cửu và đậm sâu của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày xưa thì không có nhẫn vàng như bây giờ đâu ạ, mà chỉ là những chiếc nhẫn cỏ đan lại với nhau mà thôi. Nhưng trong đó nó chứa trang cả một cuộc đời, cả một bầu trời hạnh phúc. Và chúng ta đang được chứng kiến giây phút đăng quang vô cùng tuyệt vời, trang trọng của cô dâu và chú rể. Quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng cho đôi con trẻ đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến bước trở về bên phía tháp rượu. Xin mời. Và chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhìn vào sân khấu ngày hôm nay. Chúng ta đang được đến với câu chuyện tình yêu đẹp của cô dâu và chú rể. Và xin mời chú rể sẽ khai nắp chai rượu đầu tiên. Và trước tiên chú rể sẽ phải lắc thật mạnh và sau đó mở nhẫn chai ra. Bên trong sẽ có một lực khóa bằng đồng. Và sau đó chú rể sẽ nhẹ nhàng mở lực khóa. Xin mời. Và chúng tôi xin mời quý vị, tất cả ống kính camera của toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị lưu lại với khoảnh khắc vô cùng yêu thương ngày hôm nay. Xin mời. Và chúng ta sẽ chờ đợi tiếng nổ vang giòn từ khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay, tiếng nổ của chai rượu sâm panh yêu thương của cô dâu và chú rể. Chúng ta xin mời cô dâu và chú rể sẽ chuẩn bị nghi thức tuyệt vời này và chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát thưa quý vị. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếng nổ vang giòn tới khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay. Một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng hạnh phúc.
quý vị, ngay sau khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với 3 tầng bánh yêu thương ngày hôm nay, đồng thời cũng đã được khẳng định với toàn thể quý vị, ngày hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý, đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay, chú rể Minh Thuật và cô dâu Thu Quỳnh chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Thì đến ngày hôm nay, hai con, hai cháu của hai gia đình chúng ta đã hội tụ đầy đủ chữ duyên và chữ phận. Để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Để ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt để cử hành chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho cô dâu và chú rể. Trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những món quà yêu thương của hai bên gia đình được trở về với nhịp cầu sân khấu để trao tặng dành cho cô dâu và chú rể, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng nâng lên với những ly rượu hồng, những chén trà, chén nước, mười bánh kẹo ngọt, tiếp tục chung chia để vui chúc phúc dành cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với những món quà âm nhạc yêu thương để được chúc phúc dành cho cô dâu và chú rể. Như chúng tôi có được nói cách đây phút từ đầu chương trình, được trở về với tư gia tòa nhà lớn, trở về với đại gia đình bên phía gia đình họ nhà trai của chúng tôi là một gia đình rất là hiếu khách thưa quý vị. Vì vậy với món quà âm nhạc yêu thương đầu tiên thì tôi sẽ được giới thiệu và ưu tiên dành cho một vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có một món quà âm nhạc được trở về với nhịp cầu sân khấu. Thì tôi sẽ được trân trọng giới thiệu một vị đại diện của gia đình họ nhà gái với một món quà âm nhạc yêu thương tuyệt vời. Xin mời. Và chúng ta sẽ thoải mái trở về với nhịp cầu sân khấu đi ạ. Xin mời các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và tất cả những người bạn, xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng tôi đã nhận được sự đăng ký, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với giọng hát của chính người cậu của cô dâu Thu Quỳnh, rất là trở về cùng với hai cháu ngày hôm nay để gửi tặng đến món quà âm nhạc dành cho hai cháu. Rất là trân trọng kính mời cậu ạ. Vâng, lời đầu tiên cho phép ông Dương gửi tới tất cả quý vị anh chị và các bạn có mặt trong hôn tiệc cưới buổi chiều ngày hôm nay một lời chào, một lời chúc sức khỏe thân thương nhất. Vâng, để chúc phúc cho hai cháu trong buổi chiều ngày hôm nay, Dương xin gửi tới tất cả quý vị anh chị và các bạn ca khúc mà tựa đề Lối Nhỏ Vào Đời. Thank you.
chồng rất yêu. Nữ đã trở về để trao tặng với món quà vô cùng yêu thương, một món quà âm nhạc được đã gửi tặng đến toàn thể quý vị. Những lời chúc tốt đẹp nhất đã được gửi tặng đến cô dâu và chú rể. Và xin được kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và chúng ta sẽ tạm chia tay với những món quà yêu thương là những món quà âm nhạc, để thay vào đó cho phép cô dâu và chú rể được đón nhận với những món quà của hai bên gia đình được đã trở về với những cầu sân khấu. Và xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng khởi thân lên để được chuẩn bị với những món quà yêu thương của hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị, với món quà đầu tiên chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của chú rể Minh Thuật sẽ được trở về cùng với hai con, thì được trao tặng với món quà yêu thương đầu tiên của bố mẹ, được chúc phúc dành cho hai con trong ngày vui tròn đại ngày hôm nay. Xin mời.
đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ. Giờ em rạng rỡ vẫy cưới. Và khi quý vị thân mến, những lời cảm ơn, những lời tri ân tốt đẹp nhất thì cô dâu và chú rể không thể nói hết được bằng lời. Và để thay vào đó, chúng ta sẽ được đón nhận một cái cúi đầu thật sâu để thay lời trong cảm ơn, thay lời tri ân với những món quà yêu thương của hai bên gia đình. Cùng toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn để được đón nhận lời cảm ơn của cô dâu và chú rể ạ. Xin mời. Và kính thưa quý vị, mỗi chúng ta được trở về đây đều có những tâm niệm, đều có những lời nhắn nhủ về với cô dâu và chú rể. Còn với những người làm chương trình của chúng tôi, xin được bàn phép thay lời cho các cụ, các ông, các bà hai bên gia đình. Xin được nhắn nhủ và mong muốn rằng, mong muốn cho cuộc sống của đôi bạn trẻ kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi sau sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Chồng thời yêu vợ, con thời yêu cha, sớm khuya hòa thuận cả nhà. Đối nội, đối ngoại thì phải đậm đà trước sau. Nếu biếu bà nội miếng cau, nếu biếu bà ngoại miếng chẩu bà nhai. Nếu ông nội được nửa đĩa nem tay thì ông ngoại dứt khoát cũng phải được chai rượu đầy. Chứ nên bên béo bên gầy, bên béo thì chớ, bên gầy cười trên. Hai em nhớ kỹ chưa? Và rất là cảm ơn. Và mời em sẽ ăn quả xuống bản hóa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng ngày hôm nay. Còn quý vị, chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng vào một tay thật to thật lớn nữa để chúng ta được chúc mừng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Thương, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị, quý vị thân mến, và trở lại với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay với những món quà âm nhạc yêu thương, thì chúng ta sẽ đến với giọng hát của chị Hà Nhất, sẽ có một ca khúc để gửi tặng đến toàn thể quý vị với ca khúc được mang tên Mùa Chim Én Bay. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu. Yeah.
và trở về để chúc phúc gia đình cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và xin được kính thưa với toàn thể các cô công các bà, các bác, các cô chú cùng toàn thể quý vị thân mến. Như toàn thể chúng ta cũng đã biết, tất cả những người đàn ông nói chung và với tâm chú rể Minh Thuật của chúng ta ngày hôm nay nói riêng, thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này và trên cõi nhân sinh này sẽ phải trải qua và hoàn thành ba công việc lớn trong cuộc đời, đó chính là cưới vợ, tậu trâu và làm nhà. Nhưng chúng ta đang được sống trong năm 2020, đất nước Việt Nam của chúng ta trong xu thế hội nhập với bốn biển Nam Châu, thì ba việc lớn của chú rể Minh Thuật ngày hôm nay sẽ có một chút thay đổi thưa quý vị, đó chính là cưới vợ, tậu xe và làm nhà. Ngày hôm nay sự hiện diện đủ đầy của hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị được trở về với nhịp cầu sân khấu đã tạo một tiền đề rất là tốt đẹp dành cho đôi con trẻ hoàn thiện xong công chuyện lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó chính là dựng vợ và gả chồng. Có lẽ rằng một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được chúc mừng cho đôi con trẻ đi ạ. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và nhân ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay, những người làm chương trình xin được kính chúc cho em kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai em sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng cố gắng hoàn thiện xong hai công chuyện lớn tiếp theo, đó chính là tậu xe và làm nhà trong thời gian ngắn nhất có thể. Em cùng cố gắng nhé. Bạn sẽ được bắt tay chia sẻ và chúc mừng cho em. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, đôi chúng mình trọn tiếp bên nhau. Anh về quốc đất trồng rau để em vun sới vườn rau mình trồng, đồng lòng tát ngạn biển đông, tình chồng nghĩa vợ như sông Hồng Hà, đắp xây chung một mái nhà, ngày vui hạnh phúc mặn mà hôm nay. Và quả thật rằng niềm vui và niềm hạnh phúc thì còn mãi mãi, nhưng do thời gian không cho phép, và đặc biệt hơn nữa thì công việc của đại gia đình bên phía gia đình hoặc là trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đang còn rất là bộn bề. Vì vậy cho phép những người làm chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại chương trình đại lễ tình hôn long trọng dành cho đôi con trẻ tại đây. Cuối cùng một lần nữa chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời tri ân tốt đẹp nhất đến với tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, anh em, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp, bà con lối xóm cũng như được trở về với nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được kính chúc đến toàn thể quý vị chúng ta luôn có một sức khỏe, thư thái và thoải mái. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và xin mời cô dâu và chú rể một lần nữa sẽ cùng khởi thân lên để gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến với toàn thể quý vị. Bằng một cái cúi đầu thật sâu nữa, toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Và thời gian còn lại thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đến đại gia đình, hai bên gia đình sẽ tiến bước trở về với cô dâu và chú rể để chúng ta sẽ cùng với những người chuyên gia.